là bộ phim Cha Rơi phát sóng rồi hả? Chưa biết đâu. Nhưng mà chưa tới cảnh đen đâu. Tập mấy? Mấy chắc tập tập 7 tập 8. Đúng bài phụ vậy à? Còn nhiều lắm, nhiều lắm. Thì một bé hả? Sao em? Và một bé thật sự nãy giờ hát cũng nhiều lắm. Tại vì hôm nay nói chuyện vui quá nên là không biết như thế nào luôn. Thôi thì bây giờ một bài hát nữa sẽ gửi đến quý vị. Mời quý vị lắng nghe bài hát của tên Chỉ Riêng Một Ta. Lên nhảy cùng được không ạ? Đây. Ai thuộc động tác này? Rất là dễ luôn.